xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình lại quay cho các bạn xem cách mình quấn cái vòng tròn gọi là cái đai chống xé của giáo nêm dày 2.5 các bạn nhé. Đây là đường mình quấn ống 42, lông vào cái ống 42 anh em ạ. Cái đai chống xé của giáo nêm này anh em nhé. Đây các bạn nhé, đây là cái vòng tròn đai chống xé của giáo nêm thi 42 dày 2.5 anh em ạ. Nếu mà anh em đang làm giáo xây dựng giáo nêm mà chưa có vòng tròn vòng đai này thì gọi cho mình nhé, mình sẽ cung cấp cho anh em. Và hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem cách là mình quấn ra cái này bằng máy đột dập như thế nào các bạn nhé, mình sẽ quay chi tiết. Bên mình là chuyên cung cấp tất cả các phụ kiện sản phẩm về ngành giáo xây dựng và tất các loại mặt hàng kim khí anh em ạ. Nếu anh em nào có nhu cầu làm cơ khí, tất cả các loại hàng kim khí mà chưa có những cái sản phẩm, mà chưa làm ra được những cái sản phẩm tương tự đại loại như mình đang làm thì cứ gọi cho mình sẽ cung cấp, mình bán lẻ cho anh em làm anh em nhé. Mình sẽ ship toàn quốc cho anh em. Còn đây là cái vòng đai chống xé của giáo nêm phi 42 dày 2.5 anh em nhé. Đây anh em nhé, đây là máy, con máy đột dập của bên mình này anh em này, máy đột dập bên mình này. Bên mình là chuyên cung cấp các loại máy đột dập thân thép hai cầu và mình chuyên gia công tất cả các loại khuôn trên máy đột dập anh em nhé. Đây anh em nhé, đây là cái khuôn mình quấn cái đai chống xé P42 dài 2.5 của giáo nêm anh em ạ. Nếu anh em trên toàn quốc mà chưa đang làm giáo mà chưa có những cái phụ kiện thì cứ gọi cho mình, bên mình có đủ hết để cung cấp cho anh em làm nhé. Mình ship toàn quốc anh em nhé. Hôm nay mình quay cho anh, lại quay cho anh em là cách mình quấn ra bằng máy đột dập của mình. Bên mình có loại u hoa thị, thanh đêm và đai chống xé. Còn kích tăng thì mình có các loại chân, bệ, đầu. Mình xin nói lại nhé, bên mình là chuyên sản xuất và cung cấp máy đột dập hai cầu thân thép và chuyên gia công tất cả các loại khuôn trên máy đột dập anh em nhé. Và đồng thời là mình sản xuất ra các tất cả các mặt hàng phụ kiện của ngành giáo xây dựng. Nếu anh em trên toàn quốc mà chưa có phụ kiện để làm ra cái giáo, tất cả các loại giáo nhé, thì gọi cho mình anh em nhé. Số điện thoại mình để trên màn hình đấy anh em. Đây, sản phẩm nó ra như này này anh em. Mình lại nói lại, đây là cái đai chống xé dày 2.5
lồng vào cái ống 42 của cái giáo nêm đấy anh em. Nếu anh em đang làm giáo mà chưa có những cái đai này, cái vòng đai này mà đang phải cắt ống tiếp ra thì cứ gọi cho mình nhé. Mình bán cân nên mình bán kg nhé. Bên mình có cả 48, đây là 42, bên mình cả 48. Dè 2 ly dưới trở lên đến 3 ly dưới anh em, 3 ly 2 nhé. Mình ship toàn quốc anh em nhé. Rồi mình xin dừng video này nhé. Chào anh em nhé. Chào các bạn.